Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi. Đây là con bò Angus nè các bạn. Angus này là mẹ cũng Angus luôn các bạn, đẻ ra Angus nè. Dòng F2 nha các bạn. Chân móng hoàn thiện nha. Đòn về sọc các bạn ơi. Con này thì dòng F2, chủ báo giá là 22 triệu các bạn. Cao 1m15 bò. 22 triệu. Các bạn nào có nhu cầu mà muốn nuôi thịt thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Bò này thì đòn dốc có nè, chân cẳng rồi là nghiêm chỉnh nè, chân móng là hoàn thiện các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò, mình comment trên màn hình video các bạn. Bò này nằm ở trại bò của anh Ngon ở xã Tân Hành Đông nha các bạn, nên chúng mình comment số điện thoại của anh Ngon dưới màn hình thì các bạn cứ việc liên hệ với anh Ngon nha các bạn, để được sở hữu con bò anh Vút F2 này các bạn. Nó to con lắm các bạn ơi. Cái mẫu này nó to con. Mẫu F2 mẹ anh Vút đẻ ra được anh Vút luôn các bạn. Con này là đầu trụi luôn các bạn ơi. Đầu trụi luôn. Giá 22 triệu nha các bạn. Cao 1m15 bò. 22 triệu. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò, mình comment trên màn hình video các bạn để đến xem hoặc lựa chọn con Angus này các bạn. Angus này là Angus F2 các bạn. Chân nè, chân voi xương đóng nè, lưng dài sọc các bạn ơi, đầu to. Mẹ Angus đẻ ra Angus đực nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Bò này nằm trại bò của anh Ngon ở xã Tân Hành Đông các bạn. Đòn nghề sọc à. Đòn nghề sọc à. Chân nè, chân voi xương đóng các bạn, chân móng sòm, chân voi xương đóng luôn. Bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây nha các bạn.